có màu đen, có màu đen xuống đó, màu đen cái đen có màu. Đây là một chiếc xe Honda SH là khá là cao nên em nó có cái chìa khóa của mình ở bên kia, mà chìa khóa của hãng Honda chính hãng rồi. Và một chiếc xe thì các bạn có thể thấy rằng nó còn mới, cũng lượng cũng lượng cũng muốn từ trên dưới từ trong ra ngoài nữa các bạn, từ trong ra ngoài xe nó còn rất là sạch sẽ, ốc tai nó còn khá là đẹp luôn, mình làm sơn nó không chày, vỏ thì cũng rất là dày, vỏ còn rất là nhiều. Nguyên xe, nguyên zin.
đầu ngồi chưa lớp luôn, đĩa cũng còn dày luôn, ABS các bạn, trước sau luôn ABS, thường thường ABS là có trước là có sau luôn các bạn đó, hệ thống thắng đĩa ABS đó. Em này mang biển số là 59F1 95163, rất là đẹp, rất là mới. Xe này màu đen mờ, đen phiên bản đặc biệt, và với chiếc xe Honda S á, màu đen mờ phiên bản đặc biệt là 2019. Đĩa ABS này thì mình mong muốn bán với giá là 82 triệu, 82 triệu nha các bạn. Rồi em xin cảm ơn. Và kế nữa là tới một chiếc xe Honda S màu number one. À, xe này thì xe Ý nhập nguyên chiếc đời cuối 2009. Form này là form cuối cùng luôn, màu number one, xe zin toàn tập à, từ trên dưới là kể cả cái phù này các bạn cũng thấy nó rỗ đúng không đó, nhưng mà nó zin như vậy, nó zin như vậy chưa xử lý gì hết. Nếu các bạn các chị không có quan trọng thì thôi, mà nếu mà có quan trọng thì em sẽ làm cái phù này lại, nó láng mịn luôn, không một vết trầy. Cái chiếc năm một quan cái màu nó rất là đẹp, cái xe này thì nó zin toàn tập luôn, đầu nồi chưa rớt, nước sơn zin, rồi là đầu zin, dao chưa mở, nói chung một cái xe nó hoàn thiện, chuẩn, xe chưa mổ con tắt đèn luôn các bạn. Ủa mổ rồi chứ, rồi rồi mấy cái xe kia mình hay không mổ, xe này mổ rồi là đỡ ghê. Đây, số máy của em đó là 016 nè các bạn. À, màu number one rất là đẹp, rất là cá tính luôn, máy móc cực ngon. Em này mang biển số là 54X86177. À, và với chiếc xe Honda đó, Ý nhập nguyên chiếc màu number one tuyệt đẹp này thì mình mong muốn bán với giá là 87 triệu nha các bạn. 87 triệu, xe rất là liền lạc luôn. Rồi, và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda SH. À, chiếc xe này là chiếc xe Honda SH. À, rồi 2012, à, chị Kiều Quý 501. À, và với chiếc xe này em nó có cái màu đen bóng. Thích cái màu gì thì các bạn các anh chị có thể nhắn tin trước, hoặc là
tới theo em nghĩ là tới chạy thử cái xe nào đi, rồi mình chấm mình vừa ý đi, rồi ví dụ như chỉ cần em theo 10 triệu thôi, các bạn các anh chị chạy, ví dụ chạy một chiếc xe để thử chiếc xe đó rồi nha, vừa ý rồi, nhưng mà những cái gì các bạn các anh chị không thích á thì làm á, thì em xin cho làm theo yêu cầu của các bạn các anh chị luôn, làm luôn coi như trong vòng 24 tiếng đồng hồ là một cái xe mới khác hoàn toàn ngay lúc đầu mà theo ý của khách hàng luôn, nếu như muốn đổi màu sơn đó. Còn nếu mà các bạn các anh chị muốn đổi liền á thì ví dụ như cửa hàng có màu đổi cho các bạn các anh chị, màu trắng qua màu đen, màu đen qua màu đỏ màu xanh, màu xanh qua màu vàng vậy đó, nói chung là đổi thoải mái luôn cho khách hàng, cho khách hàng gửi, mặc dù cái xe có 3 triệu, nhưng làm sao mua bán xe cũ nhưng phục vụ cho khách hàng, khi khách hàng về là một chiếc xe nó giống như một chiếc xe mới và như ý của khách hàng nhất có thể đó. Thì hy vọng các bạn các chị hãy tới tận nơi để lựa cho mình được những cái sản phẩm, những cái xe nó vừa ý nhất, và khi mình tại mình trải nghiệm thực tế thì mình sẽ cảm nhận được cái xe nào nó phù hợp với mình, phù hợp thì mình mua, không phù hợp thì mình không mua nha các bạn. Và khi mua rồi thì mình sẽ được làm sao cho hài lòng nhất luôn, mình được đổi những cái gì mà mình theo yêu cầu của khách hàng, cửa hàng sẽ đổi cho các bạn các chị theo yêu cầu của khách hàng luôn. Vậy thì hy vọng các bạn các chị hãy tới tận nơi.